Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý Ảo Điểm Báo 6 giờ hôm nay ngày 6 tháng 11 năm 2022. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không ban hành quy chế tuyển sinh mới mà sẽ áp dụng theo quy chế đã ban hành năm 2022. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục đại học cần xây dựng quy chế tuyển sinh để cụ thể hóa quy chế của Bộ, công khai trên trang điện tử của cơ sở đào tạo. Về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, quy chế tuyển sinh 2022 nêu rõ, từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông và một năm kế tiếp. Bên cạnh đó, từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên được xác định theo công thức, điểm ưu tiên 30 tổng điểm đạt được 7,5, ít mức điểm ưu tiên quy định. Thưa quý vị, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng đầu năm nền kinh tế Việt Nam tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, lạm phát được kiểm soát. So với cùng kỳ năm trước, vốn đầu tư nước ngoài tăng 15,2%, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 5,7%, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 10 năm 2022 tăng 58,3%. Tính chung 10 tháng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng 38,3%, gấp 1,3 lần doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, kinh tế nước ta đang chịu áp lực không nhỏ từ các yếu tố bên ngoài. Về động lực kinh tế của Việt Nam thời gian tới, các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh tất cả động lực chính như sản xuất công nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu, phụ thuộc nhiều vào kinh tế giới, thì đầu tư công và chi tiêu chính phủ sẽ đóng vai trò bệ đỡ để bù đắp và duy trì tốc độ tăng trưởng. Để giải quyết thách thức này, ngay từ cuối năm 2022, công tác giải ngân vốn đầu tư công cần chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị nhân lực và thực hiện vào cuối năm 2022 và năm 2023. Hy vọng lúc đó, đầu tư công sẽ là động lực của kinh tế Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây, với nội dung yêu cầu không được bố trí nam nữ ngồi chung bàn, đặc biệt các em nam trên nữ có vấn đề về giới tính đồng tính nữ trên nam, cần được bố trí ngồi riêng. Của lãnh đạo một trường trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh dành cho các giáo viên chủ nhiệm đã nhận nhiều ý kiến chỉ trích, cũng như bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Lãnh đạo nhà trường xác nhận đây là tin nhắn trao đổi công việc để lưu ý giáo viên chủ nhiệm có những điều chỉnh giúp học trò có một môi trường sinh hoạt lành mạnh và an toàn. Hiệu trưởng nhà trường đã nghiêm khắc rút kinh nghiệm trong sử dụng từ ngữ cũng như cẩn trọng trong công tác chỉ đạo, ngay cả những thông tin mang tính nội bộ giữa các thầy cô và giữa lãnh đạo nhà trường với giáo viên. Hãng hàng không United Airlines là cái tên mới nhất gia nhập danh sách các công ty quyết định ngừng quảng cáo trên mạng xã hội Twitter. Người phát ngôn của hãng xác nhận thông tin trên ngày hôm 4 tháng 11 trước United Airlines. Nhiều nhãn hàng lớn như tập đoàn chuyên sản xuất và kinh doanh thực phẩm tiêu dùng General Mills, công ty thực phẩm Mondelez International, tập đoàn dược phẩm Pfizer, nhà sản xuất ô tô hạng sang Audi và hãng xe Volkswagen của Đức cũng đã ngừng quảng cáo trên Twitter. Đây được cho là phản ứng mạnh của các tập đoàn và công ty hàng đầu thế giới sau khi nền tảng truyền thông xã hội Twitter được tỷ phú Elon Musk mua lại với giá 44 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ các đối tác quảng cáo, các nhân viên làm việc lâu năm cho Twitter hôm qua cũng đã đâm đơn kiện tập thể lên tòa án liên bang ở San Francisco, sau khi tân giám đốc điều hành thông báo sa thải khoảng một nửa lực lượng lao động. Thưa quý vị, liên quan tới chính sách giảm thuế cho xe điện tại Mỹ hôm 4 tháng 11, Nhật Bản cảnh báo biện pháp này có thể ngăn đầu tư của các công ty Nhật Bản trong tương lai, thậm chí còn tác động đến tỷ lệ thất nghiệp ở nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong một tuyên bố, chính phủ Nhật Bản đã nêu quan ngại về các mức giảm thuế quy định trong đạo luật giảm lạm phát. Yên ra của Mỹ vốn được Washington xây dựng để có được chuỗi cung ứng bền vững hơn nhằm giảm dần phụ thuộc vào Trung Quốc. Trước Nhật Bản, Liên minh châu Âu EU hồi tháng 8 cũng đã bày tỏ lo ngại tương tự, cho rằng chính sách hỗ trợ tín dụng thuế của Washington mang tính phân biệt đối xử với các hãng sản xuất ô tô điện ở nước ngoài và không phù hợp với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Luật IRA quy định Mỹ sẽ cấp khoản tín dụng thuế lên tới 7.500 đô la Mỹ cho mỗi người dân mua xe điện lắp ráp tại khu vực Bắc Mỹ. Điều này sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của các xe điện sản xuất ngoài khu vực này như ở EU, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang tìm cách tham vấn tích cực với phía Mỹ về việc này. Thưa quý vị, mới đây, Venezuela thông báo sẽ tăng cường hợp tác với quân đội và lực lượng cảnh sát Colombia trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Đây là bước đi tiếp theo nhằm tăng cường hợp tác song phương sau khi hai quốc gia Mỹ Latin gạt bỏ bất đồng lâu năm và nối lại quan hệ ngoại giao. Theo thông báo của giới chức Venezuela, nước này sẵn sàng nâng cấp liên lạc và hợp tác với quân đội và lực lượng cảnh sát Colombia vì một biên giới hòa bình và thịnh vượng. Thông báo được đưa ra sau khi hai nước đã thiết lập lại quan hệ quân sự sau cuộc gặp giữa hai bộ trưởng quốc phòng hồi tháng 9 vừa qua. Sau nhiều năm rơi vào khủng hoảng, quan hệ giữa Venezuela và Colombia được phá băng khi hai bên nhất trí nối lại quan hệ ngoại giao hôm 7 tháng 8 và mở lại biên giới chung từ ngày 26 tháng 9.
Ngoài kế hoạch tăng cường hợp tác chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia, hai bên cũng đang thúc đẩy nối lại các chuyến bay thương mại. Hãng sẽ nối lại các chuyến bay thương mại đến Colombia từ ngày 7 tháng 11 với trung bình 2 chuyến trên tuần. Trong khi đó, hãng hàng không Satena của Colombia cũng sẽ sớm khai thác trở lại các chuyến bay giữa Bogotá và Caracas, nhưng hiện chưa rõ tần suất các chuyến bay. Thưa quý vị, mới đây, tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội sắc thu hồ Ba Bể. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức với kỳ vọng quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp mảnh đất, con người nơi đây đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Lễ hội sắc thu hồ Ba Bể lần đầu tiên được tổ chức với hy vọng tiếp tục quảng bá, giới thiệu đến du khách, bạn bè trong và ngoài nước về vẻ đẹp của Ba Bể mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm. Đây là sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với huyện Ba Bể nhằm giới thiệu, quảng bá, hình ảnh, vùng đất, con người, những nét văn hóa và tiềm năng du lịch của huyện Ba Bể nói riêng và của tỉnh Bắc Cạn nói chung đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Sự kiện được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 11 với nhiều hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các điểm du lịch như đua thuyền kayak, hành trình đi xe đạp theo chân Bác, trải nghiệm du lượn, trưng bày sản phẩm OCOB, sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương, triển lãm ảnh đất và người Ba Bể. Trong khuôn khổ sự kiện, sẽ diễn ra một số hoạt động tham quan, trải nghiệm các sản phẩm du lịch của địa phương như tham quan, trải nghiệm mô hình du lịch cộng đồng tại thôn Phiên Phàng, xã Yến Dương, tham quan, trải nghiệm mô hình du lịch tại các thôn Bắc Ngòi, xã Nam Mẫu, tham quan trải nghiệm mùa vàng tại cánh đồng lúa Na Mặn, Na Hai, xã Quảng Khê, được săn mây tại Đồn Đèn, xã Khang Ninh, tham quan các điểm, tuyến du lịch trong khu du lịch Hồ Ba Bể, trải nghiệm đi bộ trong vườn quốc gia. Thưa quý vị, từng là địa điểm ghi hình nổi tiếng của bộ phim điện ảnh Giờ Bí, ở Việt Nam được biết đến với tên gọi Hòn đảo Thiên Đường với sự tham gia của tài tử nổi tiếng Leonardo DiCaprio. Không ngạc nhiên khi Vịnh Maya lọt top những bãi biển đẹp nhất ở châu Á. Từng có một thời gian, Vịnh Maya phải đóng cửa vì có quá nhiều du khách ghé thăm. Tuy nhiên, tin vui là giờ đây nó đã mở cửa trở lại cho những ai yêu biển và muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp như chốn thiên đường của Maya. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.